Thầy chào các em. Hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu môn luyện từ và câu lớp 5 ở tuần 4. Chúng ta cùng khởi động nha. Các em điền từ đồng nghĩa vào dưới mỗi bức tranh sau đây. Thầy có 3 bức tranh, rồi các em điền ha. Xong chưa? Mình để tìm ha. Rồi, hình thứ nhất đó là đội. Hình thứ hai là gánh và hình thứ ba đó là bế. Vậy thì đó là những từ đồng nghĩa. Em nào cho thầy biết thế nào là từ đồng nghĩa? À, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Hôm nay chúng ta sẽ khai sang một phần mới, đó là tìm hiểu về từ trái nghĩa. Bài này sẽ có 2 tiết, nhưng mà thầy sẽ cố gắng thực hiện trong 1 tiết. Vì vậy các em cố gắng theo dõi thật kỹ và làm theo đúng những cái điều hướng dẫn của thầy nha. Thứ nhất, so sánh nghĩa của các từ in đậm trong đoạn văn sau đây. Frank de Boer là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam, nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Các từ in đậm có trong đoạn này các em dễ dàng tìm, đó là từ phi nghĩa và từ chính nghĩa. Vậy thì phi nghĩa là gì? Chính nghĩa là gì? Phi nghĩa là những việc làm trái với đạo lý, những điều không làm là không chính đáng. Còn chính nghĩa thì ngược lại. Chính nghĩa là những việc làm đúng với đạo lý, điều chính đáng, cao cả. Vậy thì về nghĩa của 2 từ chính nghĩa và phi nghĩa, chúng ta thấy 2 từ này có nghĩa trái ngược nhau, thì ta gọi đây là những từ trái nghĩa. Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong những câu tục ngữ sau đây. Chết vinh còn hơn sống nhục. Từ trái nghĩa có trong cái câu này chúng ta sẽ có là gì? Sống, chết, vinh, nhục. Chúng ta thấy rằng thà chết mà được kính trọng đánh giá cao còn hơn sống mà bị người khác cười chê khinh bỉ. Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng thế nào trong việc thể hiện quan điểm sống của người Việt Nam? Sống, chết, vinh, nhục. Chúng ta thấy rằng cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra 2 vế tương phản đã làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam chúng ta. Các bạn đọc phần ghi nhớ trong sách giáo khoa. Từ trái nghĩa là những từ có những nghĩa có nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ như cao, thấp, phải, trái, ngày, đêm. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái đối lập nhau. Các em qua phần luyện tập nha. Phần này các em cố gắng theo theo với thầy. Bài tập 1. Tìm và gạch dưới những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ tục ngữ sau đây. A, B, C. Các bạn thử thực hiện ở trong sách giáo khoa giùm thầy. Rồi, câu A. Câu A thầy có cặp từ trái nghĩa là đục, trong. Câu B đó là đen, sáng. Câu C đó là từ rất với lành và từ dở với hay. Bài 2. Ở mỗi ô trống đây chúng ta sẽ điền một từ trái nghĩa với từ in đậm trước đó. Các bạn cũng tự thực hiện cho thầy. Sửa theo thầy nha. Hẹp nhà, rộng bụng. Trái nghĩa với hẹp đó là rộng. Xấu người, đẹp nết. Trái nghĩa với xấu đó là đẹp. Thế thì từ thứ ba đó rồi, từ in đậm là từ trên. Chúng ta sẽ tìm được dễ dàng đó là từ dưới, trên, kính, dưới, nhường. Các bạn tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau đây: hòa bình, thương yêu, đoàn kết và giữ gìn.
Phần này các bạn sẽ tự thực hiện ở nhà. Thầy chỉ hướng dẫn một số những cái từ trái nghĩa mà tìm được dễ dàng. Sau đó các bạn nhớ và về nhà, ở nhà chúng ta thực hiện tiếp cho xong nha. Đối với hòa bình, thầy có trái nghĩa với hòa bình đó là chiến tranh, là xung đột, vân vân. Đối với từ thương yêu thì đó là ghét bỏ, căm hờn, căm thù. Hoặc là từ đoàn kết, trái nghĩa với đoàn kết là có tan rã, chia rẽ, xung khắc. Đối với từ giữ gìn thì ta có từ trái nghĩa là phá hoại, phá phách, hủy hoại. Phần này các bạn cố gắng thực hiện ở nhà nha. Ở phần luyện tập, tiết luyện tập, bài tập 1, tìm những từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ sau đây giống như hồi nãy mình làm dễ dàng ha. Thầy có 4 câu, các bạn tự thực hiện gạch ở trong sách giáo khoa giùm thầy. Câu A, ăn ít ngon nhiều, thầy có từ trái nghĩa là ít nhiều. Câu B, ba chìm bảy nổi, thầy có cặp từ trái nghĩa là chìm, trái nghĩa với nổi. C, nắng chống trưa, mưa chống tối, cặp từ trái nghĩa nắng, trái nghĩa với mưa. Yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho, cặp từ trái nghĩa là trẻ, trái nghĩa với già. Bài 2, điền vào mỗi chỗ trống một từ trái nghĩa với từ in đậm giống như hồi nãy mình mới làm. Câu A, câu B, câu C, câu D. Câu A, từ in đậm là nhỏ. Câu B, từ in đậm là trẻ. Câu C, từ in đậm là trên. Câu D, từ in đậm là chết. Ta chỉ cần tìm từ trái nghĩa với từ in đậm điền vô là đúng. Chưa? Câu A nha. Ta có nhỏ, trái nghĩa với lớn. Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí lớn. Câu B, trẻ, trái nghĩa với già. Trẻ già cùng đi đánh giặc. Câu C, dưới, trái nghĩa với trên. Dưới trên đoàn kết một lòng. Câu D, Sadako đã chết, nhưng hình ảnh của em còn sống mãi trong ký ức của loài người, như lời nhắc nhở về thảm họa chiến tranh hủy diệt. Ta có từ chết là từ in đậm, trái nghĩa với đó là sống. Bài 3, giống giống như vậy, tìm từ trái nghĩa với từ in ngang. Cũng dễ mà ha. Có 3 câu, các bạn tự thực hiện luôn. À, việc nhỏ thì nghĩa lớn. Áo rách khéo vá hơn lành vụng may. Rồi, khéo trái nghĩa với vụng. Thức khuya dậy sớm. Rồi, quá dễ ha. Bài tập 4, bài tập giúp các em tìm từ. Phần này các em cố gắng tìm thật nhiều từ, càng nhiều càng tốt, để chúng ta còn làm bài tập lòng văn ở thể loại tả người. Tìm những cặp từ trái nghĩa nhau. Thứ nhất, tả hình dáng. Thứ hai, tả hành động. Thứ ba, tả trạng thái. Thứ tư là tả phẩm chất. Giống như lúc nãy, phần này các em sẽ tự thực hiện ở vở và vào vở tiếng Việt nha. Ở đây thầy chỉ cho các em một số những cái ví dụ dễ để các em nhớ, rồi sau đó mình sẽ tìm thêm nhiều từ khác, càng nhiều từ càng tốt. Để tả hình dáng, ta có một số những từ trái nghĩa: cao thấp, cao lùn, to bé, to nhỏ, béo gầy, hoặc là mập ốm, to xù, trái nghĩa với bé tí, to cần, bé tẹo, béo múp, gầy tông, cao vống, lùn tịt. Đó là tả hình dáng. Tả hành động: khóc trái nghĩa với cười, đứng trái nghĩa với ngồi, lên xuống vào ra nằm đứng. Để tả trạng thái, ta cũng có một số từ trái nghĩa như là vui buồn, sướng khổ, khỏe yếu, khỏe mạnh với ốm đau, hoặc là phấn chấn, yểu xìu, vui sướng với buồn bã, hạnh phúc trái nghĩa với bất hạnh, khỏe khoắn thì trái nghĩa với mệt mỏi. Để tả phẩm chất của một người, có một số từ trái nghĩa như là tốt trái nghĩa với xấu, hiền trái nghĩa với dữ, lành trái nghĩa với ác, ngoan trái nghĩa với hư, khiêm tốn trái nghĩa với kiêu căng.
hoặc là một số những cái từ hèn nhát, dũng cảm, thật thà, dối trá, trung thành, phản bội, cao thượng với hèn hạ, tế nhị với thô lỗ. Đó là những từ trái nghĩa dùng để tả phẩm chất của một người. Về nhà các em chuẩn bị bài sau đó và bài mở rộng vốn từ là bài hòa bình. Các em nhớ làm bài tập, các bài tập ở vào vở vào tiếng Việt nha, để tiết sau thầy sẽ hướng dẫn các em sửa bài. Thầy chào các em.